bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dòng sản phẩm mới mang thương hiệu máy rửa xe Boss. Máy rửa xe Boss là dòng máy chính hãng được sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ của Nhật, tiên tiến nhất của Nhật, và được đóng gói và lắp ráp tại nhà máy Trung Quốc. Thì là dòng máy chính hãng mà được Việt Nam đăng ký nhãn đặc quyền của thương hiệu. Con này có model là BOSS2500A, sử dụng dòng điện là 220 và có công suất là 2500W, và có 153, và lực tiêu thụ của máy này lên đến như vậy là 12 lít trên 1 phút. Như vậy là cái dòng máy chính hãng này thì hôm nay là dòng máy Boss mà shop sẽ giới thiệu các bạn kỹ hơn về sản phẩm này. Sản phẩm này bao gồm có một bộ bộ này là bộ máy rồi thì anh em mình biết rồi, và có một phiếu bảo hành chính hãng là 12 tháng kèm theo một sách hướng dẫn sử dụng, và gồm có một bộ dây dài 12 mét đủ. Đây là bộ dây của máy Boss chỉnh áp đủ 12 mét, kèm theo là một cuộn dây hút dài 2 mét. Dây này thì rất là dẻo và mềm, độ bền rất là cao. Kèm theo một súng, và súng này thì được thiết kế là bằng ruột, bằng kim loại, rất chi là bền. Kèm theo là một bình bọt tuyết và một lọc rác và hai đầu nối nhanh. Thường thì các máy khác chỉ có là một đầu nối nhanh, nhưng mà về dòng máy Boss này thì shop tạo điều kiện và khuyến mại cho anh em mình thêm hai đầu nối nhanh. Kèm theo là một đầu nối súng dài 25 cm. Đấy là phụ kiện đi kèm bao gồm của dòng máy Boss, dòng máy chỉnh áp rửa xe có chỉnh áp cho anh em mình. Như vậy là chi tiết và phụ kiện đi kèm là đầy đủ rồi, đúng không các anh chị? À, các bạn ha, và sẽ giới thiệu cho các bạn, đây là dòng máy Boss chính hãng. Đầu nén lớn và đầu hút là bằng thao đồng, đầu ra là bằng thao đồng. Đầu nén lớn này thì nó sẽ mang lại cho cái dòng máy này với một cái áp lực cực kỳ lớn. À, và dòng máy này thì tên này là có chỉnh áp này. Và đây là đồng hồ chỉnh áp. Đồng hồ hiển thị khi lúc chỉnh áp thì bình thường thì quý anh chị có thể là sử dụng chỉnh áp là từ 20 kg là mức áp là mạnh nhất. Và muốn sử dụng một cái máy này đổ bền tốt hơn thì mình nên sử dụng là như vậy là 10 kg, áp 10 kg. Còn nếu như mà các bạn mà vệ sinh máy lạnh điều hòa thì các bạn chỉnh xuống khoảng tầm 5 kg thôi. Thì mình cứ chỉnh xuống thì mình cứ vận theo đồng hồ. Và mình khi nào mà mình chỉnh lên thì mình cứ vận theo chiều đồng hồ lên ha, thì nó sẽ lên áp đủ là 20 kg. Còn bình thường quý anh chị mà không cần mạnh thì cứ sử dụng là 10 kg cho shop ha, thì sẽ rất chi là bền, và là độ bền của máy rất là cao. Thì dòng máy này như vậy là được thiết kế là cân nặng của máy này là 11,5 kg, chưa tính phụ kiện bao bì, riêng máy là 11,5 kg rồi. Đó là dòng máy motor đồng 100% chính hãng của Boss. Dòng máy này là được đăng ký nhãn hiệu trí sở hữu trí tuệ thông minh, và được lắp ráp tại nhà máy Trung Quốc các bạn nhé. Thì nhiều các bạn cứ tưởng rằng là máy Boss sản xuất tại Nhật hay là tại Mỹ, thì thực chất mà nói thì nếu mà các bạn mà am hiểu về máy thì tất cả những cái dòng máy dùng cầm tay cũng như máy rửa là đều là xuất xứ của Trung Quốc. Nhưng mà cái máy nó có chất lượng hay không thì do nhà máy cũng là do những cái chủ sở hữu và đặt thương hiệu này Boss này là như vậy độc quyền trên toàn lãnh thổ của Việt Nam mình. Và như vậy thì con này thì nó nói thật sự là nó xuất xứ Trung Quốc, nhưng mà một trong những cái sản phẩm tốt nhất thị trường. Ví dụ thì em giới thiệu cái một iPhone X thì trước em mua với cái mức giá là 29 triệu, thì nó cũng là sản xuất theo công nghệ của Apple, nhưng mà nó là được xuất xứ Made in China, là nó cũng xuất xứ Trung Quốc, đúng là 29 triệu mà em mua cách đây là 2 năm thì cũng là xuất xứ tại Trung Quốc nhá. Thì con Boss này cũng là công nghệ của Nhật nhưng mà xuất xứ là tại Trung Quốc mọi người nhá, nhưng mà máy chính hãng và phiếu bảo hành được 1 năm đó, thì là như vậy. Và giá của con máy này thì cũng rất chi là rẻ so với các cái để mà anh em mình như vậy sử dụng một cái máy này, thì mức giá của con máy rửa xe Boss này có mức giá là 2.100.000
là bao ship toàn quốc và được kiểm tra và test máy thoải mái trước khi thanh toán tiền. Thì như vậy là các bạn thấy là một cái máy này với cái mức giá này là ok rồi. Bảo hành là 12 tháng là ruột đồng 100%. Thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ráp của cái máy Boss này và sẽ test thử cho các bạn xem cái máy Boss này nó sẽ như vậy là sử dụng như thế nào và mạnh hay không. Thì mình sẽ bắt đầu bước ban đầu thì mình sẽ chỉ các bạn đó là một cách ráp máy. Đây thì bên này á, thì bên tay phải của cái máy này sẽ có một cái đầu hút bằng thao đồng. Đầu này là đầu cấp nước rất chi là chắc chắn này. Thì bây giờ là đây là một cái cuộn dây như vậy là dài 2 mét, dây dẻo đồ bền cao. Thì cái này thì các bạn lôi về cùi trỏ tay, các bạn lôi về chùi cổ tay thế này ha. Đấy, rất là tiện này. Đấy, ta ấn mạnh vào. Ok, các bạn ấn mạnh vào nhá. Rồi ấn mạnh vào rồi là nghe cái tách là ok rồi. Thì quay sang bên này là bên trái của tay các bạn đang cầm con máy Boss. Thì sẽ tiếp theo là sẽ sử dụng bây giờ là một cuộn dây này. Thì các bạn đầu này thì các bạn ấn mạnh vào đây. Rồi các bạn vặn lại, vặn lại. Rồi vặn cho chặt vào là xong. Rồi thì bước tiếp theo nữa là các bạn cầm cái đầu này, cầm cái đầu này. Thì các bạn cầm đầu súng lên. Đây là đầu súng các bạn nhé. Các bạn đầu súng các bạn gắn vào đây, em vào đây. Rồi các bạn vặn lại, các bạn vặn lại nhá. Rồi xong. Đấy là và cái đầu súng này thì các bạn sẽ tặng cho bạn một cái đầu nối dài 25 cm. Thì nếu các bạn muốn sử dụng một cái súng ngắn thì các bạn để như vậy, còn các bạn muốn nối dài thì các bạn vặn cái đầu vàng này ra cho em. Đấy. Rồi các bạn gắn cái đầu nối này vào đây, gắn cái đầu nối vào, gắn cái đầu nối vào đây cho nó dài ra. Rồi các bạn lôi này về đây. Xong, các bạn lấy cái đầu bét này. Đấy, các bạn sẽ là gắn vào đây. Rồi xong. Rồi các bạn muốn sử dụng bình bọt tuyết. Bình bọt tuyết này thì các bạn cái đầu cái roang này nó rất là quan trọng. Thì khi mà các bạn nhận máy, các bạn cầm cái roang này, các bạn ấn vào đây. Khóa vào cái gờ này để mà giữ cái đầu giữ cái bình bọt tuyết thì các bạn phải cần cái ren này. Các bạn tháo đầu này ra đây. Sau này sẽ có một cái rồi. Rồi các bạn ấn vào đây. Ấn vào đây là nó sẽ rất là chắc chắn. Và khi các bạn sử dụng xong các bạn ẩy nó ra thì nó sẽ bung ra. Và đặc biệt là các bạn khi mà các bạn nhận hàng ấy, các bạn thấy ở đây sẽ có một cái kim. Kim này các bạn lại làm gì các bạn biết không? Nếu khi sử dụng cái máy này mà nó bị tắc cái đường bét này, nó bị dơ này, nó bị tắc cái đường bét, các bạn lấy cái kim này, các bạn xỏ vào đây và các bạn soi cho nó thông cái đầu súng ra, cái đầu bét ra, thì đảm bảo các bạn là máy sẽ mạnh hơn, sẽ khỏe hơn và nó sẽ không bị tắc nước. Đấy là cái này rất quan trọng nhá. Cái này cái lọc rác thì các bạn biết rồi đúng không? Rồi rất là đơn giản. Đấy là cái thao tác mà gắn một con máy Boss thương hiệu của Nhật 2500i này. Còn cái đầu nối nhanh này các bạn, hai cái đầu nối nhanh này thì các bạn biết rồi, thường thường thì máy chỉ có một cái đầu nối nhanh thôi, nhưng mà hôm nay là như vậy là sẽ review các bạn và sẽ tặng thêm cho các bạn thêm hai cái đầu nối rất tiện lợi. Thì đây là cái đầu nối nhanh vào máy, các bạn tháo này ra đi. Nếu các bạn muốn sử dụng cái đầu nối nhanh các bạn tháo ra. Rồi các bạn ấn cái này mạnh vào, bạn lôi cái đầu này ra này, các bạn vặn cái đầu này vào, bạn lấy cà lê mỏ lết nhé, các bạn vặn vào, bạn nói chặn vào. Xíu nữa em gắn vào các bạn test máy cho bạn xem luôn. Rồi đúng chưa, là đầu nối nhanh. Đấy, thì đầu nối nhanh thì nó có một cái tiện của nó là thứ nhất là nó làm cho cái độ ren này nó không hư này, mình tháo ra nó tiện lợi này, là mà mình khi mà mình sử dụng máy á, là cái dây nó phải không có bị cuốn này. Như vậy đấy là tác dụng của cái đầu nối nhanh như này, và rất là nhanh chóng khi anh em mình muốn tháo ra, anh em chỉ cần ấn mạnh phát là nó tụt ra. Và cái đầu này thì các bạn ấn mạnh vào đây. Rồi các bạn vặn lại thôi, đơn giản thôi, các bạn vặn lại. Rồi các bạn vặn lại nhá. Rồi ok xong. Rồi các bạn ấn mạnh vào đây, ấn lại, các bạn lôi về phía máy à. Rồi các bạn tháo này ra và ok, vậy là xong. Khi các bạn muốn tháo ra các bạn chỉ cần ấn mạnh phát là các bạn lôi ra thôi. Rồi là xong nhá. Đấy là cái đầu nối nhanh theo máy. Và hôm nay thì mình sẽ tặng các bạn thêm một cái đầu nối nhanh nữa. Thì các bạn gắn vào đây, các bạn tháo này ra này. Thì các bạn thể tháo đầu này ra, các bạn tháo cái đầu này ra này, tháo cái đầu súng ra. Rồi, các bạn tháo hẳn ra. Đấy, các bạn gắn cái này vào đây.
cái đầu gắn cái đầu nối nhanh vào vào cái súng này đây. Rồi ok, rồi các bạn lấy cái đầu này ra nhá, tháo đầu này ra đi. Rồi ok chưa? Rồi đơn giản thôi. Rồi các bạn lại gắn tiếp tục vào cái đầu này vào đây. Đầu này đầu nối nhanh này. Sát vào đây Sơn ơi. Rồi. Rất là tiện nha. Và các bạn lại lôi cái này về đây. Lôi cái này về các bạn ấn mạnh vào và thả ra. Thì như vậy là đây là cái cách mà thao tác ha. Thao tác của cái máy rửa xe mang theo kiểu hot mà shop đang review các bạn. Thì trong cái review này mà thiếu cái gì thì các bạn có thể là hoặc là các bạn không hiểu thì các bạn có thể là gọi cái số điện thoại ở trên cái màn hình hiển thị. Thì đấy là cái cách mà ráp một cái máy rửa xe mang thương hiệu Boss 2500A mà shop đang review cho các bạn. Thì bây giờ á thì sẽ test cho các bạn. Nếu như mà các bạn có dùng con máy này thì có dây là 12m rồi, thì so với cái các bạn mà sử dụng gia đình của anh em làm thợ á, mà sử dụng một cái máy này mà tầm được khoảng 12m thì nó là ok rồi. Mà các bạn có nhu cầu mà muốn đổi dây thành là 30m này hoặc là 50m chẳng hạn, thậm chí là cái máy này có thể là kéo được khoảng 150m hoặc là đến 100m là vô tư và thoải mái, thì các bạn có nhu cầu mua thêm dây thì các bạn cứ liên hệ với shop và shop sẽ đổi dây cho các bạn. Các bạn sử dụng 12m là theo máy luôn. Như vậy thì đã review các bạn xong cái sản phẩm này. Thì bây giờ á, bước thứ hai nữa là sẽ đi test mà các bạn xem được cái máy này nó sẽ như thế nào, nó mạnh như thế nào và cái độ chỉnh áp của nó như thế nào nhá. Rồi. Ok các bạn, thì cái đầu này các bạn muốn chắc chắn hơn thì các bạn muốn lọc ráp sạch thì các bạn ấn vào đây thôi. Ấn vào và các bạn vặn lại cho chặt vào nhé. Đây. Đây nó sẽ có một cái khóa ở đây. Rồi. Được chưa? Các bạn gắn lại, nó rất là chắc chắn. Rồi các bạn thả vào xô nước. Rồi. Thả vào xô nước xong. Rồi các bạn sẽ khởi động máy lên. Khi mà các bạn có một cái dây mà có một cái thêm một cái đầu nối nhanh rồi thì các bạn sử dụng cái đầu nối nhanh vào súng và một cái đầu nối nhanh vào cái máy này á, thì khi các bạn sử dụng thì cái bộ dây này nó sẽ không bị cuốn. Nó sẽ không bị cuốn các bạn. Các bạn lôi đi đâu thì các bạn lôi không bị cuốn, bởi vì shop đã tặng các bạn là thêm hai cái đầu nối nhanh rồi. Và bây giờ sẽ khởi động các bạn nhé. Khởi động máy lên. Rồi, các bạn thấy khởi động máy lên thì khoảng 3 giây, 4 giây thì máy nó sẽ tự ngắt, là khi mà các bạn thấy không? Nó là dùng áp ở trong cái máy này rồi. Thì bắt đầu các bạn khởi động bằng bóp cò súng ha. Đây. Các bạn bóp cò súng lên. Đấy. Các bạn bóp cò súng nhá. Thì đây là đang có với mức là áp là 10 ký các bạn nhá. Đây. Áp là 10 ký này. Đấy, áp là 10 ký các bạn nhá. Đấy, áp là 10 ký, còn các bạn muốn tăng áp lên đúng không? Rồi, các bạn chỉ cần đây, các bạn vặn theo kim đồng hồ này nhá. Rồi. Rồi, thì áp nó sẽ lên 20 ký rồi. 20 ký rồi thì nó rất là mạnh. Nhưng mà shop khi mà anh chỉ muốn mạnh thì các bạn có thể là kéo lên áp là 20 ký, còn bình thường các bạn có thể sử dụng là 10 ký thôi. 10 ký các bạn vặn lại này. 10 ký thì các bạn vặn lại thôi. Các bạn vặn lại 10 ký nha. Vặn xuống 10 ký này. Rồi. Nhưng mà bình thường anh em mà anh em mà vệ sinh máy lạnh á thì anh em nên sử dụng như vậy là tầm được khoảng 5 ký thôi là đã sử dụng vệ sinh máy lạnh rồi, thì như vậy là nó hợp lý nhất. Và bây giờ để tăng áp lên cho nó mạnh tí xuống nha. Đó, gắn vào đây. Dây này thì các bạn lôi ra. Rồi. Các bạn này. Đây. Dây là dây 12 mét này các bạn nhá. Đó. Thì cái bếp này các bạn xịt này. Rất là mạnh nhá. Các bạn xịt. Có thể xòe này. Đây là tiện lực đầu bếp này thì nó sẽ điều chỉnh xòe và xịt ở đây. Đó. Rất là mạnh. Các bạn nhìn thấy không? Như vậy là máy Boss 2500A cho các bạn xem cái độ mạnh của máy. Rất là khỏe. Đấy, và khi mà các bạn ấn cò, khi các bạn mà đi cái bếp
cái súng này là súng tự động các bạn ạ. Ấn khóa cò, các bạn bóp cò thì máy nó sẽ tự động, nhưng mà tự động chạy. Các bạn thả ra thì máy nó sẽ được tự động ngắt nhá, thì rất tiện lợi. Ta sẽ test tinh quạt tiết cho bạn xem nhé. Đây, tinh quạt tiết này thì nó đơn giản, các bạn gắn vào đây, gắn vào đây và các bạn xịt này. Đây, các bạn xịt bọt này. Các bạn xịt cái này, các bạn phải bỏ xòe lên này. Xòe này, xòe ra các bạn xịt này. Thì nó, cái bọt nó sẽ rất là nhiều. À, cái bọt nó sẽ rất là nhiều. Khi mà các bạn xịt này, cái bọt rất là nhiều. Và phải để cái chiếc đổ xòe ra. Thì cái bọt nó sẽ rất là nhiều. Đó, à, rất là nhiều. Đấy là mình test cái bình bọt tuyết cho bạn xem. Và sau khi mà cho nó sạch lên, rất là khỏe. Mức giá như này của các bạn là một cái máy tuyệt vời rồi. Rồi quá trình ngáp các bạn rất tiện lợi. Đặc biệt là các bạn mà về bên vệ sinh máy lạnh thì nên mua sản phẩm mà máy rửa xe chỉnh áp chỉnh hạng như này, nhất là cái độ nó cao, thì cái cầu bền nó rất là cao ấy, thì anh em dùng sản phẩm này á, cầu bền cao ấy, anh em mang lại cho tất cả anh em mình những cái chất lượng của máy thì cũng như anh em mình làm việc nó không bị gián đoạn, nó không bị gián đoạn trong những cái công việc các bạn đang muốn sử dụng máy chỉnh hạng như này. Thì mức giá ở đây thì Dũng đang đưa ra là 2.100.000 các bạn nhé. Là giá bao ship rồi, và các bạn được quyền kiểm tra các bạn được quyền kiểm tra và test máy trước khi như vậy là thanh toán tiền. Như vậy là một cái máy này thì bên Dũng là ship toàn quốc, kiểm tra test máy không bị còng, và vị trí có nhu cầu hoặc là các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình. Và Dũng xin được chân thành cảm ơn tất cả các bạn và các chị đã theo dõi video của Dũng ngày hôm nay. Thì xin được cảm ơn tất cả quý chị, và quý chị thấy quý mến shop thì hãy nhớ like và nhớ ấn kênh theo dõi shop ha, và liên hệ với shop và tư vấn miễn phí. Và như vậy là cảm ơn tất cả anh em mình, và anh em nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để theo dõi những cái video kế tiếp lần sau của shop. Xin chào và gặp lại tất cả quý chị, và hẹn gặp lại những video của những cái dòng máy khác. Xin chào và tạm biệt mọi người, chúc mọi người nhiều sức khỏe và luôn thành công.